Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Câu 131. Câu 131. Khi cho kim loại sắt vào lượng dư dung dịch chứa chất X, khi kết thúc phản ứng thì thu được sản phẩm là muối sắt 2. Đấy, trong đề minh họa rất hay hỏi về sắt 2 và sắt 3. Thế ở đây tiện thể chúng ta cũng bị hỏi luôn. Thế chúng ta lưu ý này, khi cho sắt vào H24 đặc nóng thì H24 đặc nóng này nó có tính oxy hóa cực mạnh, nó sẽ oxy hóa thẳng sắt lên sắt dương 3 nên không thu được sắt 2 đâu ạ. Được chưa? Tương tự như vậy thì sắt vào HNO3 thì cũng không bao giờ, bởi vì sắt nó sẽ lên sắt dương 3, đúng chưa? Cũng bỏ nốt. Bây giờ sắt không tác dụng với MgS4, bỏ nốt. Vậy ở đây ta chỉ có khi cho sắt vào FeCl3, Fe này cộng với lại FeCl3 cộng với lại FeCl3 thì tạo thành FeCl2. Đấy các cháu nhá. Vậy là đây là ta thu được muối sắt 2. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ta mua thu được muối sắt 2. Ok. Câu 132. Ở đây chúng mình thấy là có các cháu sao comment đúng này. Uầy, có rất nhiều cháu comment đúng nhá. Đinh Phương Anh comment đúng này. Ôi, nhiều đứa mắt lé, Trần Nguyên Vọng mắt lé này, Lê Huyền Nhung mắt lé, Đinh Thu Trà mắt lé, trời đất ơi nhiều đứa mắt ché lé thế. Đấy, ở đây đáp án C đáp án đúng với cháu nhá. Nguyễn Thúy Ngân đúng này. Hiếm hoi quá, Vi Trương đúng, Trâm Huỳnh đúng, Ngô Thị Thanh Thảo đúng, Nguyễn Hoàng Sơn đúng, Phương Thảo đúng. Ok. Đấy, Lê Huyền Nhung đúng, còn lại là các cháu bị nhầm hết. Đấy các cháu thấy không? Rất là dã man nhá. Câu 132 trong kho khó chúng mình để lại tí chúng mình giải sau này. Đây là câu của chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018 nhá. Câu 133 cũng vậy, câu 133 trông khó khó, mấy câu tính toán chúng ta để cuối buổi chúng ta làm nhá. Bây giờ chúng ta làm mấy câu lý thuyết trước. Nào, sang câu 134 này, các cháu cùng comment đáp án của 134 xem là đáp án gì nào. 134 là câu ở trong đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2018. Các cháu chú ý là cái khóa luyện đề của chúng mình đang 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 soạn thêm 5 đề nữa nhá, bám sát với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục để cho các cháu có thể thi nhá. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất, kim loại dẫn điện tốt nhất là, các cháu lưu ý ở đây trong cái cụm từ đề bài hỏi chúng ta là kim loại dẫn điện tốt nhất thì chúng ta nhớ là gì nhỉ? Bạc đúng không, đồng đúng không, vàng đúng không? Vậy là thằng đầu tiên phải là thằng bạc, được chưa? Trong này không có thằng bạc, đúng chưa? Vậy nhì phải là thằng đồng. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ thằng đồng nhá. 134 đáp án đúng là đáp án B. Ok. Có rất nhiều cháu comment đúng luôn, Long Trần đúng, Bích Trâm lại bị nhầm phát rồi, Bích Trâm mắt lé quá đúng không, Trâm Huỳnh mắt lé đúng không, bạc đồng vàng nhá. Câu 135, câu 135 đấy có rất nhiều cháu bị nhầm. Để mà tránh nhầm chỉ có một cách duy nhất là comment đáp án liên tục, chúng ta sẽ học lại ở cái nơi mà chúng ta bị sai nhá. Chúng ta sẽ đứng lên ở nơi chúng ta ngã và chúng ta học lại ở nơi chúng ta sai, không có gì lo lắng cả, được chưa? Câu 135, công thức của alanin. Thế chúng ta phải nhớ về chuỗi. Anh này đầu tiên dãy đồng đẳng của alpha amino acid, anh này là glycine này. Được chưa? Vậy anh đứng ngay đằng sau nó là anh alanin H2N CH CH3 COOH đấy, thì anh này là alanin. Vậy alanin của chúng ta nó là đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok nhá. 135 đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Tuần này mình bắt đầu học luyện đề nhé Kim Huyền nhé. Tuần này mình bắt đầu học luyện đề luôn rồi đấy. Được chưa? Câu 136. Câu 136. Isoamin acetat là một ete có mùi chuối chín. Công thức cấu tạo của ete này là isoamin acetat là một ete có mùi chuối chín. Đấy, năm nay trọng tâm thi sẽ là thi vào kiến thức học kỳ 1. Vậy là thi những thằng về este, về amin, về amino acid, về peptide và protein. Vậy chúng ta phải viết được cái công thức của isoamin acetat. Isoamin acetat đầu tiên là CH3, COO, isoamin 1, 2, 3, 4, 5. Đây, đây là công thức. Vậy, đây này, acetat này. Isoamin được tổng cộng với 5 carbon nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Được chưa? 136 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đinh Gia Lưu chính xác, rất tốt luôn. Đấy. Khóa luyện đề chú tuần này chú lại khai giảng nhé. Tuần này là chú khai giảng khóa luyện đề. Cháu nào muốn đăng ký khóa luyện đề thì nhanh tay inbox cho chú Minh. Chắc chắn được chữa 15, chắc chắn được chữa khoảng độ tầm 20 đề, trong đó có 15 đề là ở trong sách đề của chú Minh. Được chưa? Chữa xịn sò luôn. Ok. Các cháu nhớ comment nhiệt tình nhá, share video live stream lại về tường nhá và comment nhiệt tình để nhận được quà của chúng mình nhá. Live stream xong chúng mình sẽ gửi quà cho từng bạn một. Câu 137. Câu 137.
Vẫn là cái câu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2018. Năm nay, cái năm mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra đề 2018 này này, eo ơi, gần như là cái bọn chúng nó trúng gần hết. Trúng gần hết luôn. Bởi vì là Hà Nội nó gần thủ đô, Hà Nội chính là thủ đô mà. Thủ đô thì lúc nào chẳng phải đúng, đúng không? Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quý tím thành đỏ? Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quý tím thành đỏ nhé. Gạch chân cái từ không. Các cháu nhớ chưa? Nhớ ấy, comment đáp án liên tục vào thì mình mới biết được là mình làm đúng hay mình làm sai. Một lần sai là một lần nhớ nhá. Một lần sai là một lần nhớ. Vậy ở đây chú ý này, cái thằng này là thằng axit acetic. Axit acetic thì làm quý tím chuyển thành màu đỏ. Bỏ đáp án A nhá. Tiếp tục IB này. IB anh này có một nhóm COH đúng không? Anh này cũng làm quý tím chuyển thành màu đỏ. Bỏ tiếp, được chưa? Ở đây đề bài hỏi là không làm đổi màu cơ. Anh này như là anh gì nhỉ? Axit glutamic đây có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Hai lớn hơn một nên chắc chắn là nghiêng theo thằng axit. Vậy là thằng C cũng làm quý tím chuyển thành màu đỏ. Vậy ở đây mình chỉ có thằng D là thằng glycine. Glycine này có một nhóm NH2 và một nhóm COH. Số nhóm COH thì chính bằng số nhóm NH2 nên nó làm quý tím không đổi màu. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đấy các cháu chú ý nha. Đấy các cháu phải chú ý làm những cái câu này nhá. Thực sự chú ý làm những câu này để mình không bao giờ bị sai các cháu ạ. Không bao giờ bị sai thì mình mới khủng được. Còn nếu không là toang hết liền. Chúng ta sang tiếp nhá. Câu 138 là một câu tính toán. Để đến tẹo nữa chúng ta sẽ làm. Đấy, câu 139 cũng là một câu tính toán. Tẹo nữa mình sẽ quay lại làm. Những câu nhận biết thông hiểu này có cả tính toán nhá, có cả bài tập nhé. Nào mình sang câu 140 này. Nào chúng ta cùng làm. Ôi, câu 140 này như rông giống. Các cháu đó, này, này, câu này rông giống với câu trong đề minh họa này. Thấy sách chú Minh này. Các cháu thấy kinh khủng không? Rông giống ở đề minh họa, đến đề minh họa ông đi ông còn dự được nữa mà. Nào, câu 140 này. 140 này. 140 các cháu nhìn thấy không? Nào, quan sát nào, cùng comment đáp án với chú Minh xem nào. 140 đáp án gì nào? 140 này. 140. Nào, 140 này. Trong các kim loại sau đây, kim loại có tính khử mạnh nhất à, nó ngược đúng không? Trong đề minh họa thì hỏi là kim loại có tính khử yếu nhất, còn ở đây thì hỏi là các kim loại có tính khử mạnh nhất. Thế thì mình sẽ đọc dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phiêu. Khi nào ba cần mua, vậy ở đây cái thằng mà càng đứng ở đầu thì thằng đấy lại càng có tính khử mạnh đúng không? Thằng nào càng đứng ở đầu thì thằng đấy càng có tính khử mạnh. Khi thì không có, nào thì không có, ba thì không có đúng không, cần thì không có, nhưng mà mua thì sao? Mua thì có. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok. Sang câu 141. Các cháu có hiểu không nhỉ? Hiểu thì chấm cái nhá. Các cháu nhớ này, bước để nhận được quà của chúng mình, bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án liên tục, kết thúc buổi livestream chú Binh sẽ gửi quà cho từng bạn nhiệt tình nhất. Nhớ là phải nhiệt tình nhất nhé. Câu 141. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa màu xanh? Đấy, chất nào sau đấy năm nay sẽ đẩy mạnh hỏi những câu này nhá, bởi vì các cháu bị nghỉ 2 tháng nên các cháu bị quên kiến thức nhiều. Thế nên là bộ sẽ hỏi tăng cao những cái câu mà kiến thức về nhớ như thế này này. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh? Thì đầu tiên là thằng anilin, thì chúng ta chú ý là anilin ở công thức là C6H5NH2. Thằng anilin là tần suất hỏi đi hỏi lại nó rất rất nhiều. Thằng này tồn tại ở điều kiện thường thể lỏng. Và chú ý rằng này có tính bazơ nhưng không làm quỳ tím chuyển màu. Nên là bỏ thằng A này đi. Glycine chúng ta vừa làm xong. H2N này, CH2 này, COOH này. Thằng này có số nhóm COH bằng số nhóm NH2 nên không làm quỳ tím chuyển màu. Lại bỏ nốt. Đấy. Câu 141 cũng giống đề đấy, các cháu thấy kinh không? Đề của chú Minh nó trùng với đề minh họa rất rất nhiều. Metinamin. Metinamin là CH3NH2. Nhìn thấy chưa? CH3NH2. Chỉ những bạn nào sở hữu những cuốn sách của chú Minh thì mới biết đúng không? Anh này là amin có nhóm NH2, vậy anh này làm quỳ tím chuyển thành máu màu gì? Màu xanh. Đáp án đúng là có khả năng làm quỳ tím chuyển ẩm chuyển màu xanh, vậy đáp án đúng là đáp án C. Còn alanin thì sao? Alanin ở đây H2N này, CH này, CH3 này, COOH có số nhóm COH bằng số nhóm NH2 nên cũng không làm quỳ tím chuyển màu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Ui. Này, câu 142 này mình chỉ sửa một tí là thành cái đề minh họa của các cháu luôn này. Là phương trình yêu thu gọn thôi. Đúng không? 142 chỉ sửa là phương trình yêu thu gọn là thành câu đề minh họa. Kinh không? Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi đấy, có cả kiến thức lớp 11 nhé. Cái hồi mà chú Minh xuất bản cái cuốn sách này, nhiều cháu nó bảo là chú ơi tại sao trong cuốn sách này của chú Minh có cả kiến thức lớp 11, thế thì làm sao cháu làm được?
Đấy, thế thì sau khi đọc xong cái đề minh họa thì biết là lý do tại sao chúng mình lại thảo ở đây nhá. Ok, cảm ơn Ngọc Phi. Đấy, có bạn Ngọc Phi bạn bảo là dạy hay quá đến mất gốc còn thấy dễ hiểu. Cảm ơn cháu nhá. Các cháu nhớ chung tay cùng chú Minh share video live stream lại về tường và tag các bạn vào trong video live stream nhá. Chúng ta có này, đây là câu chuyên vinh lần 3 năm 2019. Thực ra nó có một cái nguyên lý cơ bản thôi, sau này chúng mình sẽ nói cho các cháu nhá. Chúng ta có này, tiếp tục này. Tiếp tục này. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi? Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi? Phản ứng trao đổi là gì? Là có sự trao đổi các ion với nhau, đúng chưa? Thế nhưng mà đây này, vậy đây này, đây là trao đổi này, Fe này, lấy clo này, đây thằng này, đây đúng là phản ứng trao đổi này. Cháu này cũng là trao đổi nốt này, đúng chưa? Nhưng đây đề bài hỏi là không phải trao đổi nhá, không phải trao đổi nhá. Thế cháu này cũng là trao đổi, đúng không? Thế ở đây có một thằng không phải trao đổi, các cháu chú ý này, các cháu chú ý này, có một thằng không phải trao đổi, đấy chính là thằng D. Các cháu nhìn tại sao thằng D lại không phải trao đổi nhá. Nhìn này, đầu tiên này, FeCO3 này, bởi vì nó có sự thay đổi số xóa. Phản ứng trao đổi là phản ứng mà không có sự thay đổi số xóa cơ ạ. Ở đây sắt này là sắt dương 2 thì nó lên sắt dương 3, thấy số xóa nó tăng chưa? Được chưa? Thế còn đây là lưu huỳnh dương 6 nó về lưu huỳnh dương 2. Các cháu nhìn thấy chưa? Vậy là ở đây nhá là có cái sự thay đổi số xóa mà phản ứng trao đổi là phản ứng không có sự thay đổi số oxy hóa. Vậy đáp án ở đây là không phải phản ứng trao đổi, là đáp án D. D không phải là phản ứng trao đổi các cháu nhá. D không phải là phản ứng trao đổi. Đấy, rất là dễ thôi. Câu 143 này. Cái cuốn sách này chú Minh viết nó tuân theo đúng cái nghĩa vụ là rất hay hỏi các kiến thức lớp 11. Đấy, chú Minh gần như là dự đoán được cái điều đó, bởi vì đối với các cháu kiến thức lớp 11 các cháu rất hay sợ. Thế thì ở đây trong cái cuốn này có cả 11, cả 12, bởi vì nó là cái câu nhận biết thông hiểu, nó là cái phần lấy 6 điểm và nó là cái phần mà các cháu cần lấy được, cần nắm chắc được thì thi Trung học phổ thông quốc gia điểm các cháu mới cao được. Được chưa? Chào Nguyễn Thanh Cang nhá, chào Lan Anh nhá. Lan Anh comment đáp án thật nhiều. Xong Lan Anh share ở trong nhóm live VIP giúp chúng mình nhá. Nào mình có này, câu 143 này. Các cháu nhớ là tổ chức xem chung kể cả ở trên tường lẫn trang cá nhân hay là vào trong tất cả các nhóm của các cháu nữa. Hydrat hóa bút 1N. Bút 1N. Đây, phải viết được bút 1N. Bước 1 muốn biết nó tạo thành gì thì mình phải viết được bút 1N là gì đã. Hydrat hóa, nhiều đứa thì hydrat hóa là cộng hydro là toang. Hydrat hóa là cộng H2 ạ. Để tạo thành gì đây? Thì H2 nó bù với cái thằng liên kết đôi này là nó mất đi đúng không? Vậy đây là 1, 2, 3, 4. Được chưa? Vậy đây sản phẩm của nó đây. Sản phẩm của nó đây. Đây hydrat hóa. Đấy, rất nhiều đứa làm này là chết. Cộng hydrat hóa và cộng hydro là toang ạ. Hydrat hóa không phải là cộng hydro ạ. Hydrat hóa là cộng nước ạ. Hydrat hóa là cộng nước ạ. Đây ạ. 1, 2, 3, 4. Đây. Cộng với lại HOH ạ. Đây. Chú ý là có cả trong môi trường H cộng đấy nhá. Chú ý là cả trong môi trường H cộng nhé. Các cháu chú ý này, liên kết đôi bị đứt ra, liên kết đôi bị đứt ra thì nó chia ra hai cái, nó chia ra hai cái đấy, chia ra hai cái này, nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. Carbon này bậc 1, carbon này bậc 2, carbon này bậc 2, carbon này bậc 1. Các cháu hãy coi, các cháu nhìn kỹ này, carbon bậc 1 này coi là chú Minh, một thầy giáo nghèo được chuyên đi dạy live free, được chưa? Carbon bậc 2 này là cường đô la đấy. Chú Minh nhà nghèo nên chỉ ở trong một túp lều tranh rách nát. Còn anh Cường Đô La thì ở trong một cái tòa biệt thự 2 tầng. Được chưa? OH là một cô chân cực kỳ dài nhá. Cô này là giống như kiểu là cô chân dài này là cô Hồ Ngọc Hà. Đấy. Thế bây giờ cho chú Minh hỏi là Hồ Ngọc Hà đấy thì cô sẽ về cái nhà của chú Minh lều tranh rách nát hay về nhà của anh Cường Đô La biệt thự 2 tầng đấy. Chân dài thì chọn gì ạ? Chân dài có chọn thầy giáo nghèo không ạ? Chân dài chọn gì ạ? Đấy, chân dài thì chọn đại gia phải không các cháu? Đấy, chính vì vậy nên là cái cô chân dài cô sẽ cặp vào cái thằng mà nhà cao tầng hơn, xịn sò hơn, nhiều tiền hơn. Thế còn lại là cái cô nhà nghèo là sẽ đi với lại chú Minh nhà nghèo. Đây, các cháu nhớ đấy. Vậy đây là hiện tượng là ưu tiên. Ưu tiên. Thế nên là các cháu sau này đừng có hỏi chú Minh là bao giờ chú Minh có vợ hay bao giờ chú Minh có người yêu. Bao giờ chú Minh không còn là thầy giáo nghèo thì chú Minh mới gọi là có người yêu được. Nên là các cháu nhớ là một lần xe của các cháu sẽ giúp cho các chú Minh giàu thêm một lần xe một lần thôi nhá. Chú Minh vẫn là thầy giáo nghèo thôi. Đấy, chú ý nhá. Vậy là nhớ cho chú Minh cái nguyên tắc này, chân dài cặp với đại gia. Được chưa? Chân dài cặp với đại gia. Nhớ nhá. Vậy ở đây cháu này sẽ là đánh số 1 2 3 4 bút 2 on nhá. Butan 2 on, butan 2 on. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Cảm ơn Tú nhá, nếu là em vẫn chọn thầy. Thank you, cảm ơn Tú nhiều. Cảm ơn Tú nhiều nhá.
Đấy là nó nói vậy thôi, nói trong lúc dạy đó thôi, chứ mấy hôm nữa mẹ thi xong thì là nó quên luôn mình. Nó bảo ơ ông lái Hải quay xe đúng không? Trời đất, khổ lắm, làm thầy giáo khổ lắm, nghèo lắm. Nào, câu 144, câu 144, câu 144. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019 cho các phát biểu sau. Tại sao là nghèo? Đây là Linh Linh nó bảo nghèo nên giống kiểu nó bảo chú Minh giàu ấy. Bây giờ chú Minh hỏi cháu nhé. Khóa live VIP mọi người bán là bao nhiêu tiền? Thế mà chú Minh bán dạy mòn kiếp, hỏi bọn live VIP biết học mòn kiếp, một tuần học 3 buổi mà bán có 250.000 cho đến tận hôm thi. Thế thì cứ tưởng là được giải thoát là thi đến cuối tháng 6 thi, bây giờ thi tận tháng 8 thi. Vậy là mình dạy đến tận tháng 8. Vì nhớ nói chúng nó mình dạy đến nó tháng 8 rồi mà. Thế là dạy suốt live VIP thu mỗi đứa có 250.000, dạy đến tận tháng 8. Đấy. Các khóa học online thì bao nhiêu? Khóa học online full video 124 video quay 6 bọt mép nhá, quay 6 bọt mép tốn cả tiền điện bán có 250.000. Luyện đề cũng 250.000. Tổng ôn cũng 250.000. Đấy, các cháu thấy đấy. Thế thì làm sao mà giàu được? Đây là chủ yếu là dạy để cho các cháu học giọng hóa hơn thôi nhá. Là tiếp này. Glucose không tham gia phản ứng. Đây, quyển sách dày cộp như thế này. Quyển sách này là bao nhiêu trang? Quyển sách này là 309 trang, các cháu nhìn này. 309 trang. Bán bao nhiêu? 95.000. Chỉ đủ làm gì? Cái tiền dư ra chỉ đủ để in sách này và để cho các anh chị bán sách cho các cháu, ship sách cho các cháu, thế thôi, hết. Nào, câu 142 nhé, thôi mình quay trở lại vào đây nhé. Cho các phát biểu sau, các phát biểu đúng là, các phát biểu đúng là các cháu comment đáp án thật nhiều nhé. Các cháu comment đáp án thật nhiều, chúng mình nhìn thấy rất nhiều bạn comment 144A rồi. Không biết là nó có đúng hay không. Glucose không tham gia phản ứng cộng hydro, sai toét. Glucose cộng hydro tạo thành sorbitol. Vậy một sai. Metinamin làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh. Metinamin làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh. Metinamin CH3 NH2 chào Vi Lê nhá. CH3 NH2. Đây đúng rồi. Thằng này có nhóm NH2 làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh, hoàn toàn chính xác. Đa số các polymer không tan trong các dung môi thông thường. Đa số các polymer không tan trong các dung môi thông thường, chính xác. Em về em ngâm tiền vào nước xem tiền có tan không. Chúng mình khẳng định chắc chắn là tiền không tan trong nước, nhưng tiền bốc hơi ở mọi nhiệt độ. Không tin vứt đồng 500.000 ra ngoài đường xem nhá. Ok, nào vậy mình có này, đa số polymer không tan dung môi thông thường, chính xác. Muối natri hoặc kali của chất axit béo được dùng để sản xuất xà phòng, chính xác tiếp. Ok, chào Phạm Thủy, dạo này thầy xưng chú hay thế. Ừ, bán vì đam mê, đúng rồi, bán vì đam mê. Em mới từ thầy Giang qua đây, không hiểu Vi Lê, không hiểu Vi Lê nói gì. Ok, thank you các cháu, chào Thanh Minh nhá. Vậy mình có các phát biểu đúng là 2 3 4, 2 3 4 nhá. Vậy là đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chúng ta sang câu tiếp, câu 145 của Kim Liên. Đấy, đề của Kim Liên đây là số đồng phân cấu tạo thuộc loại, chúng ta phải gạch chân cái từ chốt ở đây là amin bậc 1 nhá. Từ chốt ở đây là bậc 1, được chưa? Mình có hai từ chốt bậc 1 và C3H9N. Trong quá trình làm bài tập hóa chúng ta cũng thấy thế. Các cháu nhìn thấy là những cái câu vận dụng cao của chúng mình giải cho chúng ta với cách cực kỳ nhanh, cực kỳ ngắn gọn và cực kỳ xúc tích. Các cháu phải hiểu rằng là 5 câu vận dụng cao cuối cùng ấy thì chúng ta bắt buộc phải giải theo những cách giải nhanh. Còn nếu mà chúng ta mà giải chậm thì coi như chúng ta không có thời gian giải. Và coi như không thời gian giải thôi, coi như bỏ đi. Được chưa? Chúng ta phải làm sao có những cách giải nhanh. Thế ở amin bậc 1 nhé. Thế chúng ta phải nhớ amin bậc 1 có dạng gì? RNH2 ạ. Amin bậc 1 là RNH2. Ok, RNH2 nhé. Vậy C3H9 này mình sẽ có 1, 2, 3. Một nhóm NH2 cắm đây là một cháu, một cháu nhá. 2 này, 1, 2, 3. Một nhóm NH2 cắm cháu thứ hai. Được chưa? Thế là hết, đúng không? Chúng ta chỉ có hai cháu thôi. Đấy là cách làm chậm. Còn cách làm nhanh của chúng mình như thế nào? C3H9N biến đổi thành C3H7NH2. Và những cái cháu nào đã học chúng mình rồi ý, có skin 3 4 5 2 4 8, 3 có 2 nó tô 2 luôn. 3 có 2 nó nhầm, 3 4 5 2 4 8, 3 có 2 nó tô 2 luôn. Chọn luôn đáp án D. Đấy các cháu nhìn thấy không? Sự khác biệt giữa team chú Minh Berlin và các team khác nó là ở cái độ bá như vậy nhá. Chúng ta sang câu tiếp, câu 146. Các cháu chú ý là để nhận được phần quà của chú Minh thì tối nay chúng ta thay đổi cách nhận quà. Đó là các cháu share video livestream lại về tường, sau đó rồi là tag các bạn vào trong video livestream và nhớ rằng là comment đáp án liên tục, chú Minh sẽ tặng cho những cái bạn nào mà chú Minh sẽ tặng cho những bạn nào mà comment nhiệt tình nhất nhé, comment nhiệt tình nhất trong buổi livestream. Nào, chúng ta sang câu 146.
PVC là chất rắn vô định hình. Úi dồi ôi, PVC này là viết tắt của thằng nào? À, cảm ơn Phạm Tùng Lông nhá. Nào, PVC viết tắt của thằng nào? PVC viết tắt của poly, poly vinin, polyvinin clorua. Đấy, PVC là viết tắt của polyvinin clorua. Vậy hoàn toàn mình có là PVC sẽ được tổng hợp trực tiếp từ thằng gì? Vinin clorua nhá. Vinin clorua. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 147. Câu tiếp theo, câu 147. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Các cháu chú ý nhá. Công thức nào, chúng ta phải đọc kỹ, chúng ta phải đọc kỹ từng từ một để chúng ta hiểu xem là đề bài nó hỏi chúng ta những cái gì để chúng ta còn trả lời. Chúng ta đừng có đọc lớt chớt, mắt lớt chớt là toang luôn. Được chưa? Các cháu lưu ý nhá, đề bài hỏi chúng ta là công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo. Thế chúng ta phải nhớ được rằng là cái bọn chất béo của chúng ta ấy, cái bọn chất béo của chúng ta thì nó có cái dạng công thức như thế nào? Thì tất cả các chất béo của chúng ta nó đầu tiên nó phải là gì? Triglycerid. Được chưa? Được cấu tạo bởi từ gì? Các gốc axit béo và glycerol. Vậy bắt buộc các chất béo chúng ta phải có dạng tri là 3, RCO tất cả 3 lần, CH5. Các cháu nhớ nhá. Được chưa? Vậy nhìn này, thằng này 3 được, thằng này không có 3, vớt. Thằng này có 2, vớt. Thằng này vớt. Vậy công thức của chất béo của chúng ta nó sẽ là gì? C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Và cháu này chúng mình còn có thể gọi tên được nó để cho các cháu nhớ. Đó là tri-ste-arin nhá. Tri-ste-arin. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đúng rồi. Đứng hình mất vài chục giây thế này thì toang đúng không? Xong câu 147. Xong câu 147 nhá, chúng ta sang câu 148. Ở cái câu 148 này thì lại là một câu tính toán, đúng không? Ui đây này, nhưng mà từ từ đã. Thôi xin phép các cháu cho chú Minh giải câu này. Các cháu nhìn câu 148 này có hình bóng của câu trong đề minh họa không ạ? Các cháu nhìn cái câu 148 có hình bóng ở câu trong đề minh họa không ạ? Các cháu thấy có quen quen không ạ? Quá quen đúng không? Chúng ta có này, hòa tan thôi, giải câu này nhá cho đỡ vã. 3,6 gam magie thì chúng ta tìm được số mol magie luôn. 3,6 chia 24 thì bằng 0,15 mol. 0,15 mol magie. Thế thì chúng ta có này, Mg này cộng với lại H2SO4 nhá, thì có phải nó tạo thành MgSO4 cộng với lại H2 không ạ? Được chưa? Thế mình số mol này là 0,15, 0,15 mol thì mình tìm được số mol H2 bằng 0,15. Đến đây hoàn toàn chúng ta tìm được số mol bằng 0,15 mà nhân với 2 thì bằng 1, đúng không? Chúng ta tìm được số mol luôn này. 0,15 này nhân với lại 22,4 thì ra được thể tích luôn bằng 3,36 lít các cháu nhá. 3,36 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì nhỉ? Là đáp án C. Wow. Có rất nhiều cháu comment đúng này. Ở đây chúng mình nhìn thấy này, Diễm Kiều này, Trâm Huỳnh này, Lê Huyền Nhung này, Ngọc Đình này, Phương Thảo này, có rất nhiều bạn nữ sinh gái hôm nay học và buổi live stream của chúng mình và comment bài rất là đúng nhá. Cảm ơn tất cả các cháu nhá. Thank you tất cả các cháu. Các cháu nhớ xem video live stream này về tường và tag các bạn vào trong video live stream nhá. À, chốc nữa live stream xong chúng mình sẽ tặng quà cho từng cháu một. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu 149. Câu tiếp theo, câu 149. Đề Kim Liên lần 1 năm 2018. Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Được chưa? Chúng ta cùng quan sát nhé. Thế thì để xà phòng hóa chất nào thu được glycerol thì khi và chỉ khi nó phải là chất béo. Đúng chưa? Thì phải xà phòng hóa chất béo. Thế thì ở trong này có một thằng chất béo chúng ta vừa mới được nghe xong. Chúng mình vừa mới nói xong. Đúng không? Vậy câu hỏi trong này là trong bốn thằng này thằng nào là chất béo? Thế thì benzinacetat là không phải chất béo rồi. Metinacetat cũng không phải chất béo luôn rồi. Metilpropionat càng không phải chất béo rồi. Chỉ có gì? Tristearin chúng ta vừa mới làm ở phía bên kia đúng không? Chúng ta vừa mới làm phía bên kia. Tristearin C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Đúng chưa? Xà phòng hóa thì cộng với lại là NaOH thì có phải chúng ta thu được ăn 3 NaOH nhé, thu được C3H8O3 không? Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C các cháu nhá. Nào chúng ta sang câu tiếp, câu 150. Câu 150. Câu 150. À, đề Kim Liên lần 1 năm 2018. Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuS4? Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuS4? Lưu ý nhé, kim loại nào không phản ứng với dung dịch CuS4? Gạch chân rõ từng từ một để mình không bị nhầm chứ không mắt mình lé mình lại nhìn là phản ứng mì toang.
Được chưa? Vậy thì chúng ta phải tư duy luôn kim loại không phản ứng với COOH4 khi và chỉ khi nó đứng đằng sau thằng COOH4 nhá. Kim loại không phản ứng với COOH4 là khi và chỉ khi nó phải đứng sau thằng COOH4. Vậy mình có này, thằng kẽm nó có phản ứng với COOH4 nhá. ZN mà cộng với lại CuSO4 thì nó tạo thành là ZnSO4 cộng với lại Cu. Vậy là đây là có phản ứng loại. Được chưa? Tiếp theo thành nhôm này. Nhôm cộng với CuSO4 thì nó tạo thành Al2SO4 3 lần cộng Cu. Thằng này cũng có phản ứng nhá. Tiếp theo là thằng Fe này. Fe cộng với CuSO4 thì nó tạo thành FeSO4 cộng với Cu. Vậy là có phản ứng nốt. Vậy trong này có một thằng đứng sau thằng đồng và không phản ứng với thằng đồng, là đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án D, bạc. Bạc là không nhá. Bạc là không phản ứng với đồng, tại vì bạc yếu hơn đồng. Bạc yếu hơn đồng làm sao mà bạc đẩy được đồng, đúng không? Đấy, đáp án đúng chúng ta đáp án D. 151 ta để lại tí nữa ta làm sau này. 152 này, phương trình hóa học nào sau đây sai? Nào chúng ta cùng làm câu 152. Như các cháu nhìn nhá, để minh họa bây giờ. Vô cơ thì tập trung về 1A, 2A, 3A nhôm sắt, đúng chưa? Hữu cơ thì tập trung về este, amin. À đấy, thì các cháu chú ý rằng là như vậy thì là cái cấu trúc cuốn sách này của chúng mình càng ngày càng lôi cuốn hơn. Bởi vì trong cuốn sách này của chúng mình đa số toàn những câu như vậy. Đấy, các cháu chú ý này. Câu số 152, phương trình hóa học nào sau đây là sai? Phương trình hóa học nào sau đây là sai? FeOH 3 lần cộng với HCl để tạo thành FeCl3 cộng H2O. FeOH 3 lần cộng với 3HCl để tạo thành FeCl3 cộng H2O. Phương trình này đúng, chính xác, đúng không? Đấy, tiếp theo này, Fe2O3 mà cộng với HNO3 thì tạo thành FeNO3 3 lần cộng H2O, cái này cũng đúng, chính xác. Zn cộng với HCl thì tạo thành ZnCl2 cộng H2, cũng đúng nốt. Cho chú Minh hỏi này, đồng có tan trong HCl với H24 loãng không ạ? Đồng có tan trong HCl với H24 loãng không ạ? Đúng không? Hoàn toàn nếu mà một đứa nào học lớp 8 thôi nó cũng biết được rằng là đồng không thể tan được trong HCl và H24 loãng. Đúng rồi, Phương Thảo comment rất đúng, Tuyết Nhi comment rất đúng luôn. Bích Trâm cũng vậy luôn. Vậy ở đây mình có là phương trình hóa học sai là D. D là sai lòi luôn, đúng không? Chúng ta hoàn toàn nhìn thấy là D sai nhá. Chúng ta sang câu tiếp, câu 153. Tiếp theo, câu 153, đề Kim Liên lần 1 năm 2018. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Cái việc mà hỏi về nhiệt độ sôi này này cũng là việc mà đề thi của bộ rất rất thích hỏi các cháu nhá. Rất rất thích hỏi các cháu. Bởi vì là chất có nhiệt độ sôi cao nhất thì chúng ta hay bị quên vì nó hỏi về kiến thức về liên kết hydro linh động nhá. Kiến thức liên kết hydro linh động. Vậy chúng ta cần chú ý này, các cháu cần chú ý này, các cháu cần chú ý này. Ở đây ta có này, thằng axit là thằng nhiệt độ sôi cao nhất, rồi đến thằng ancol, được chưa? Nhá. Thằng axit là thằng có nhiệt độ sôi cao nhất, rồi đến thằng ancol. Rồi ở đây vậy chúng ta nhìn thấy luôn. Vậy chúng ta nhìn thấy luôn là thằng có nhiệt độ sôi cao nhất này của chúng ta là thằng nào? Thằng axit. Thằng này là ancol này, phải nhỏ thằng axit, đúng không? Thằng này anhít phải nhỏ thằng axit. Và thằng này là thằng hydrocarbon cũng phải nhỏ thằng axit. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, sôi. Đấy, được rồi, ok, Phương Thảo đúng, Trâm Huỳnh đúng, Đinh Phương Anh đúng, Lê Huyền Nhung đúng. Rất tốt luôn. Đấy, có rất nhiều cháu comment nhiệt tình luôn. Chú Minh rất yêu quý những cháu comment nhiệt tình này, tí là chú Minh livestream xong rồi chú Minh gửi quà luôn ngay cho các cháu cho xịn sò luôn. Ok, tiếp tục nhá. Sang câu 154, câu của đề Kim Liên lần 1 năm 2018 nhá. Đây, câu của đề Kim Liên lần 1 năm 2018. Metinamin thì không phản ứng với thằng nào? Metinamin thì không phản ứng với thằng nào? Linh Vũ vào học rồi thì Linh Vũ comment đáp án đi Linh Vũ ơi. Metinamin là thằng nào? Metinamin nó có công thức là CH3NH2 nhá. Linh Vũ, đấy, là chúng ta có này, metinamin. Metinamin thì có công thức là CH3NH2. CH3NH2 thì thằng này là nó là có tính gì? Thằng này là nó có tính bazơ. Tại vì nó có nhóm NH2 đúng không? Nhóm NH3H2 là nhóm mà có tính bazơ. Vậy này, metinamin phản ứng với HCl. Vì chúng ta biết thừa là cái nhóm NH2 thì chắc chắn ăn HCl rồi. Được chưa? Amin chắc chắn cháy ở trong oxy. Đúng chưa? Amin phản ứng được với axit. Vậy ở đây amin không phản ứng thì với hydro. Nó làm gì copy? Đúng chưa? Cuốn sách này mua với chú nhá Phương Anh nhá, inbox cho chú Minh để mua nhá. Inbox cho chú Minh để mua nhá. Này, vậy là thằng này không phản ứng với hydro. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Câu 155 các cháu ơi, crom bỏ rồi. Đúng chưa? Crom bỏ rồi mà lại còn là hydroxit lương tính của crom bỏ, nên là bỏ nhá. Bỏ. Được chưa? Năm nay bỏ, không phải làm nữa. Xong. Được chưa? Mình sang câu 156.
Oxit nào sau đây là oxit lượng tính? Đấy, oxit lượng tính nhá. Oxit lượng tính là không bị bỏ đâu, hydroxit lượng tính mới bị bỏ. Đấy, oxit nào sau đây là oxit lượng tính? Nhưng mà crom bỏ hết. Đúng chưa? Nhưng mà thôi đằng nào cũng thế, đằng nào cũng hỏi vậy rồi. Thì đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Làm để cho các cháu biết thôi, chứ về crom thì năm nay cũng bỏ rồi. Được chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 157. Câu tiếp theo câu số 157 này. Câu tiếp theo câu số 157. Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa nitơ? Đây, đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thì thu được sản phẩm có chứa nitơ? Thế các cháu chú ý là muốn thu được sản phẩm có chứa nitơ thì tương đương với là ở bên trong hợp chất hữu cơ đấy phải chứa được nitơ. Chứa nitơ, đúng không? Thì đốt cháy nó ra thì nó mới ra được nitơ. Thế thì chất béo của chúng ta thì gồm gì? Tri, đúng không? Nó chỉ có là gì? CH và O. Thế đốt cháy không ra được nitơ. Tương tự tinh bột chỉ có CH và O, đốt cháy cũng không ra được nitơ, bỏ A, bỏ C. Đúng chưa? Cellulose thì có khác gì tinh bột đâu, nó cũng chỉ có C, có H, có O nên cũng không chứa nitơ. Vậy ở đây chúng ta chỉ có thằng protein. Protein được tạo bởi từ các polypeptide, đúng không? Có liên kết NHCO với nhau. Có NHCO là nó có nitơ rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhá. Hiền Nga, một thanh niên học live VIP, hoàn toàn chính xác. Lê Huyền Nhung đúng, Nguyễn Dương đúng. Triệu Thị Ngọc Huyền comment nhanh quá đi, đã đến câu 158 rồi, chúng ta cũng sang câu 158 nào. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 158. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Thế thì chúng mình có một cái mẹo dạy cho các cháu để các cháu nhớ về kim loại kiềm thế này. Chúng mình có một cái mẹo nhé. Chúng mình có một cái mẹo để dạy cho các cháu nhớ, để các cháu nhớ về kim loại kiềm này, là đọc cái bài thơ sau này. Lâu nay không rảnh chơi phây. Được chưa? Đây là các kim loại kiềm. Lâu nay không rảnh chơi phây. Các cháu nhớ chưa? Vậy ở đây kim loại kiềm của chúng ta là gì? Là thằng nào? Là thằng natri. Natri là kim loại kiềm. Đáp án đúng là đáp án A. Được chưa? Câu 159 này lại hỏi về chrome này. Đúng chưa? Bỏ. Giảm tải rồi. Năm nay không thi về chrome. Đấy, không thi chrome là bỏ luôn. Bỏ luôn, không cần phải thi. Mọi năm nhá, chrome thi là cái câu mà cứu điểm của các cháu nhá. Mọi năm cứ có chrome là cứu điểm. Thế năm nay bỏ rồi thì bỏ cái phần cứu điểm, thế mới nhục. 160 để lại, tí giải sau. Sang 161 à? 161 à? 161. 161 lại là đề kim liên lần 1 năm 2018. 161 đề kim liên lần 1 năm 2018 là comment nhiệt tình xem nào. Chốc nữa livestream xong chúng mình sẽ tặng quà cho những cháu nào comment nhiệt tình nhất. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Đề bài hỏi chúng ta là chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit nhá. Thế các cháu cần phải nhớ được là trong môi trường axit thì những thằng nào thì nó bị thủy phân. Đấy, phải nhớ được những cái đấy thì ta mới làm được. Còn nếu không thì là không bao giờ làm được. Đúng không? Thanh niên nào chưa share video livestream chúng mình lại về tường thì share thật nhanh lại về tường nhá. Xong rồi là tag các bạn vào trong video livestream của chúng mình nhá. Nào mình có này, chất nào sau đây không thủy phân, lưu ý từ không. Vậy mình có tinh bột là polysaccharide thủy phân. Cellulose là polysaccharide thủy phân. Saccharose là disaccharide thủy phân. Tinh bột thì thủy phân thành alpha glucose. Cellulose thì thủy phân tạo thành beta glucose. Saccharose thì thủy phân tạo thành alpha glu cộng beta group. Vậy ở đây mình có thằng không thủy phân là thằng glucose. Monosaccharide thì không thể bị thủy phân. Vậy đáp án đúng của chúng ta không thủy phân là đáp án C các cháu nhá. Đáp án C. Câu 162. Này 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 này, thầy hỏi này, chúng mình hỏi này. Này cái này nhìn có quen không ạ? Có quen không ạ? Chúng mình hỏi thật là có quen không ạ? Các cháu nhìn thấy nó giống giống ở đâu ạ? Nó giống đâu ạ? Nó giống đâu? Nó giống ở trong đề minh họa. Đúng không? Đấy, nên là bây giờ cái cuốn sách này chúng mình, các cháu nhìn đâu, chúng ta mới giải đến hơn 30 câu mà đã có rất nhiều câu giống ở trong đề minh họa rồi. Thì các cháu biết điều gì ẩn chứa trong cuốn sách này rồi đấy nhá. Polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Các cháu cứ nhớ lịch livestream liên tục của 2K2 nhé. 2, 4, 6. Cứ thế đúng giờ mà lên 2, 4, 6. Polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Lưu ý cái từ trùng hợp. Đấy, cái từ trùng hợp là từ rất quan trọng. Được chưa? Thế ở đây này, trùng hợp nó phải có nối đôi CC. Thế thì ở trong đề minh họa là hỏi trùng ngưng. Thế hôm nay ở trong đề chúng mình hỏi trùng hợp, đúng không? Polyethylene nhá, C nối đôi C này, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác để tạo thành CH2 gạch CH2 N lần. Vậy đúng là nó là trùng hợp chưa? Chính xác, nó là trùng hợp luôn rồi. Đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án A.
À không phải, ở đây là chúng mình xen kẽ đấy, lúc thì Kim Liên, lúc thì Chuyên Vinh như đây các cháu nhìn này. Nó xen kẽ nhau à, nó xen kẽ nhau à các cháu nhìn. Nào chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu 100 thế còn cellulose triacetate thì sao? Trùng ngưng. Polyethylene terephthalate cũng là trùng ngưng, nylon 6,6 cũng là trùng ngưng nhá. Câu 163. Câu 163 nào. Chuyên Vinh lần 2 năm 2019 phát biểu nào sau đây là sai? Để yên đấy, cái ý A này tí phải viết ra. Mình cứ đọc cái lý thuyết đã. Isoaminacetat có mùi chuối chín, dễ tan trong nước. Hình như chúng mình nhớ không nhầm là ete thì như không tan trong nước. Thế mà ở đây nói từ dễ tan trong nước, chết chưa? Được dùng làm chất tạo mùi thơm trong công nghiệp. Được chưa? Đấy, thế là cái thằng này là sai. Nhá, thằng này sai. Trong phản ứng ete hóa giữa alkoxylic và axit acetic, người ta cho H4 đặc vào để vừa làm xúc tác vừa tăng hiệu suất sản phẩm. Chính xác. Khi hydro hóa hoàn toàn chất béo lỏng là triolein rồi để nguội thì thu được chất béo rắn. Chính xác nốt. Vậy cái câu sai chắc chắn sai là thằng ete. Đúng chưa? Đấy, nhớ này, chắc chắn sai câu 163 của chúng ta, được chưa? Là thằng ete. Đây, isoaminacetat có mùi chuối chín, dễ tan trong nước. Đấy, ete làm sao mà dễ tan trong nước được? Este là không tan trong nước nhá. Chúng mình không biết được nhá. Nếu giống đề thi thật chúng mình không ngồi đây rồi mà chúng mình ngồi trong tù. Bởi vì là lộ đề thi Trung học phổ thông quốc gia là lộ bí mật quốc gia, lộ bí mật quốc gia là vào tù luôn nhá. Chúng mình không muốn là cả một chuỗi đời sau này của chúng mình ngồi ngồi trong tù đó. Chúng mình chỉ cố gắng làm sao mà dự đoán được gần giống giống thôi ạ nhá. Ở đây chúng ta có này, isoamin acetat có mùi chuối chín, dễ tan trong nước, được dùng làm chất tạo mùi thơm trong nghiệp thực phẩm. Câu này là sai nhá. Thế là đỡ phải làm IA đúng không? Nào câu 161, eo nhìn khó nhá. 161 nhìn khó nhỉ. Đánh à 164 nhìn khó, đánh dấu để lại tí làm sao. Dễ làm trước khó làm sau. Câu 165 này. Câu 165. Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng? Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm? Hỗn hợp sản phẩm gồm nhìn nhá, CH3CONa. Muốn thu được hỗn hợp sản phẩm gồm có những thằng này thì nó phải như thế nào? Các cháu chú ý nhá. Những cháu nào mà like, share, comment đáp án của chúng mình nhiệt tình ngày hôm nay thì tí nữa live stream xong chúng mình sẽ trực tiếp inbox tặng quà cho các cháu bằng file PDF luôn nhá. Đấy. Các cháu chú ý nhá, nhanh tay share video live stream lại về tường này, tag tất cả các bạn vào trong video live stream này. Đây, bây giờ chúng mình quay trở lại bài này. Câu 165. Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3CONa và CH3CSO? Thì các cháu chú ý nhá. Để thu được CH3CONa thì đầu nó phải có dạng là CH3CO. Thằng này không có đầu dạng này, thằng này không có đầu dạng đấy. Hai thằng này có đầu dạng đấy, được chưa? Thế tiếp theo này, sau nó phải thu được CH3CSO, có nghĩa đằng sau nó chỉ có hai carbon thôi ạ. Đằng sau nó chỉ có hai carbon thôi ạ. Mình nhìn này, 1 2 3 toa. 1 2 lấy luôn. Đáp án đúng đáp án D. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là dễ nhá. Đáp án đúng đáp án D. Câu 166. Câu 166. Chất X có công thức cấu tạo là? Vậy tên gọi của X là? Đây, chất X có công thức cấu tạo là? Vậy tên gọi của X là? Đấy, các cháu chú ý đề bài hỏi chúng ta là tên gọi của X là gì? Đề bài hỏi chúng ta là tên gọi của X là gì? Thế chúng ta lưu ý nhá, cháu này là gì? Metin, đúng chưa? Etin vứt, propin vứt, metin. Được chưa? Đến này, tiếp đầu axit nó có mấy carbon này? 1, 2, 3. Me em phải. Đấy, vậy là metin propionat. Me em phải mà. Metin propionat thì chúng ta nhìn thấy đáp án của chúng ta là gì? Đáp án C. Lộ đề minh họa thì không sao. Được chưa? Lộ đề minh họa thì không sao cả. Nào câu 167 nhá. Câu 167. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện đấy? Các cháu chú ý nhá, trong đề minh họa lại có khá là nhiều câu lớp 11 và chúng ta nhìn thấy rằng là cái số lượng câu lớp 11 lại có nhiều lên ở trong đề minh họa. Đấy, nó khác so với mọi năm bởi vì là học kỳ 2 lớp 12 mà giảm đi thì lớp 11 phải tăng lên. Thế thì trong này có cả cái chiêu điện ly. Đấy thì cái lớp tổng ôn của chúng mình là vừa học xong cái thằng thằng điện ly rồi. Đấy, chúng ta lưu ý nhá. Vậy ở đây mình có này, dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện, lưu ý từ không dẫn được điện. Thế thì thằng natri format là thằng HCOONa, thằng này là muối, thằng này là muối nên nó là chất điện ly nên nó dẫn được điện. Vứt. Axit acetic CH3COOH. Thằng này là axit đúng không? Thằng này cũng dẫn được điện nhá. Axit muối bazơ. Ancol ethylic C2H5OH, thằng này là rượu chẳng phải là thằng nào. Kali hydroxit là KOH là bazơ, bazơ dẫn điện bởi vì nó là chất điện ly. Vậy ở đây mình có này, A, C, D đều là chất điện ly. Vậy cái thằng mà không phải là chất điện ly, được chưa? Không phải là chất điện ly là thằng ancol ethylic. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ.
Đáp án đúng là đáp án bề bỏ Nguyễn Thành Long. Em xe lại bề tường là em sẽ xem được dễ hơn em ạ. Các cháu nào bị lag thì nhớ là xe lại bề tường thì xem thì nó sẽ nét và nó xịn sò luôn. Được chưa? Câu 168 nào. Câu 168. Công thức khoa học của super phốt phát kép. Ôi, kinh khủng chưa? Này, trong đề minh họa không thấy có phân nhá. Thế nhưng mà trong này chúng mình cứ phòng có phân. Bởi vì nếu mà đã hỏi về lớp 11 thì cái phần khá là hay về phân. Đấy, ví dụ như bây giờ ở đây thì chắc chắn là tất cả 223 đứa đang học này chẳng có mấy đứa nhớ được về cái công thức khoa học của phần super phốt phát kép. Thế đấy, comment thử xem. Comment thử xem được bao nhiêu đứa nhớ. Bao nhiêu đứa nhớ, bao nhiêu đứa nhớ mà không phải mở sách, không phải search Google. Đúng không? Đấy, câu 168 này dễ sợ lắm. Công thức khoa học của phân super phốt phát kép là gì? Là gì? Đây, chúng mình nhìn. Gần như không có một đứa nào comment A và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu ạ. Thế mới nhục. Canxi dihydro phốt phát. Đây là phân super phốt phát kép. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. CaH2P4 tất cả hai lần. Đấy, thấy không? Cả một biển trắng im lìm, im thin thít. Không một đứa nào comment đúng. Nhục chưa? Đấy, cuộc sống đôi khi nó hơi nhục nhã và mặn mòi như vậy. 168 phân super phốt phát kép của chúng ta nó là đáp án A các cháu ạ. Nào, mình sang tiếp. Câu 169. Câu 169. Câu 169 chúng ta giải đến câu 170, chúng ta vòng quay ngược trở lại nhá. 169 trong phòng thí nghiệm để điều chỉnh. Ui cái này mà hỏi thì cũng toang gần hết. Cái này lại là một cái này lại là một cái ở trong chương trình lớp 11 đây. Trong phòng thí nghiệm để điều chế một lượng nhỏ khí nitơ, người ta đun nóng dung dịch muối nào, muối X bão hòa nhá. Đun nóng muối X bão hòa thì thằng NaNO3 đun nóng muối bão hòa không ra được gì. Thằng này đun nóng thằng này bão hòa thì thu được N2. Thực ra là đun nóng thằng này nó vẫn ra, đây là nhiệt phân thì tạo thành NaNO2 cộng với oxy nhá. Thằng này thì nhiệt phân tạo thành N2O cộng với lại H2O. Rất nhiều đứa là chọn nhầm đáp án D là sai luôn. Thằng này đun nóng thì thu được NH3 cộng với HCl cũng toang luôn. Thằng này đun nóng thì tạo thành N2 cộng với H2O. Vậy thì ở đây chỉ có đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A thôi nhá. Được chưa? Ở đây thì vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án A. Ok, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đấy, thấy không? Đấy, câu 168 toang quá đến 169 cũng toang luôn. Nó mà thi vào mấy câu này thì mới toang hết cả nhà luôn. Nào, chúng ta sang câu tiếp này. Câu 170. Sang câu tiếp câu 170 nhá. Chúng ta cùng lưu ý này, 170 này. À hỏi về thằng gì? À có bạn Hoàng Sơn nhớ à? Ok. Rất tốt, trí nhớ của cháu rất tốt, khả năng cao đầu cháu khá to, to gần bằng đầu chú. Câu 170. Câu 170. Cho anhydride no, lưu ý ở đây có từ no. Mạch thở. Các cháu nào muốn đăng ký mua sách hay đăng ký các khóa học nào thì inbox trực tiếp cho chú nhá. Inbox trực tiếp cho chú, tí livestream xong chú tặng quà xong cho các bạn rồi chú sẽ trả lời inbox cho các cháu. Mối quan hệ giữa N và M là. Thế chắc các cháu phải chú ý nhá. Anhydride no nhưng đây có O2 này. Chú ý này, nhóm trước anhydride là nhóm CHO nhưng đây có O2 vậy là phải có hai nhóm CHO và no. Được chưa? Hai nhóm CHO và no vậy công thức của nó sẽ phải là gì? CNH2N trừ 2O2. Được chưa? Mặt khác ở trong này thì biểu thị là CNHMO2 nên mình có M bằng 2N trừ 2. Nhìn rõ chưa? M bằng 2N trừ 2 nhá. M bằng 2N trừ 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy các cháu thấy không? Những câu này rất hay thi. Thế bây giờ chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta giải các câu bài tập nhá. Quay ngược trở lại, bây giờ chúng ta đi giải các câu bài tập. Các câu bài tập mà chúng mình đã khoanh tròn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ có cái câu bài tập đầu tiên là câu 164. Nhìn thì trông tưởng khó vậy thôi, nhưng mà thực ra thì nó lại rất là dễ nhá. Nhìn thì trông tưởng khó vậy thôi nhá. Được chưa? Nhìn thì trông tưởng khó vậy thôi, chứ còn nó lại rất là dễ. Các cháu nhìn này. Câu 164. Câu 164 nhá. Chuyên Vinh lần 2 năm 2019. Đấy, câu này mà comment được thì chứng tỏ là anh hùng. Câu này mà comment được thì chứng tỏ là anh hùng. XY là 2ST mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2. Đấy, bây giờ mình đi xem tất cả bọn này. Để chúng mình dạy chúng ta cái cách làm nhanh những cái câu này mà không cần thiết phải giải chuẩn. Nhìn nhá, 1 2 3 4 5 cứ đếm đi ạ. 1 2 3 4 5 đủ. 1 2 3 4 5. Chắc cái này đều là 5 hết, đúng chưa? Thủy phân X và Y trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa hai chất hữu cơ tương ứng là Z và T. Kệ bố nó. Z tác dụng AgNO3 trong NH3 dư thu được E.
E tác dụng với NaOH thu được T. À nhìn này, nhìn kỹ này. Đấy nhá, Z với AgNO3 trong NO3 thu được E này. Xong E tác dụng NaOH thu được T. Vậy điều này chứng tỏ 100% là Z và T có cùng số nguyên tử carbon. Được chưa? Z và T có cùng số carbon. Được chưa? Đấy. Được chưa? Nhớ đấy nhá. Công thức cấu tạo của X và Y có thể là. Thế giờ mình xem nhá, mình xem nhá. À, thủy phân này thu được, trong đó có chứa hai sản phẩm hữu cơ. Bây giờ anh này thủy phân thì thu được HCONA. Đúng chưa? Thì điều kiện đầu tiên là phải có một thằng trắng được bạc đã. Được chưa? Thằng này HCONA thì trắng được bạc. Thằng HCONA trắng được bạc và cái thằng này sinh ra cũng trắng được bạc có đầu CHO. Nhưng thằng này thì không thể biến thành thằng HCONA bởi vì là có cùng số nguyên tử carbon, thằng này không cùng carbon. Toàn. Nhìn đó chưa? Anh này thì thủy phân ra cả hai anh đều không có một thằng nào trắng được bạc. Toàn đáp án A luôn. Nhìn kỹ nhá. Tiếp tục sang đáp án B. Cháu này thu được CH3CONA và cháu này không thu được thằng nào trắng bạc cả. Vứt. Cháu này thu được CH3CONA, cháu này thủy phân ra được một thằng trắng bạc nhưng nhìn này, 1 2 3 carbon. Trong này chẳng có thằng nào bằng 3 carbon với nó cả. Loại nốt B. Kinh khủng chưa? Cháu nhìn thấy chưa? Tiếp tục này, sang tiếp này. Cháu này thì thu được là C2H5OH và C2H3CONA. Cháu này thì thu được thằng này, CH3CONA và thằng C2H5CHO. Nhưng C2H5CHO thì không tài nào biến đổi được về anh này. Với anh này là anh axit là muối, đúng không? Có 1 2 3 carbon nhưng có nối đôi nằm đây. Thằng này nối đôi nằm đây biến thành CHO rồi. Vậy là loại nốt đáp án C. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Non chúng mình viết đáp án D cho các cháu nhìn nhá. Non chúng mình viết đáp án D cho các cháu cùng nhìn nhá. Các cháu cùng chú ý cái đáp án D này nhá. Đây này, đầu tiên này, anh này thủy phân tạo thành CH3COONa cộng với cháu này là C2H5CHO. Nhìn rõ chưa? Tiếp tục nhá. Anh này thủy phân thì tạo thành, đây viết ra đây nhá, C2H5COONa cộng với cháu này là CH3CHO. Được chưa? Thế giờ đem trắng bạc này. Giờ đem trắng bạc. Nếu chúng mình đem trắng bạc thằng CH3CHO thì nó tạo thành CH3COONa. Này, thằng này này giống nhau chưa? Được chưa? Còn nếu chúng mình đem trắng bạc thằng C2H5CHO thì nó sẽ tạo thành thằng này. Đây trắng bạc xong cộng với lại NaOH. Nhìn rõ chưa? Đấy, vì vậy nên là đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy, đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nha. Dễ hơn, đúng không? À, ủa. Các cháu nhìn câu 160 này có quen quen không ạ? Các cháu nhìn câu 160 này có quen quen không ạ? Trông nó giống giống với câu nào đấy? Trông nó giống giống với câu nào đấy? Trông nó rất giống với câu trong đề minh họa nhỉ? Trông nó rất giống với câu trong đề minh họa. Đúng rồi, Hiền Nga chính xác, Hoàng Thị Tú chính xác. Thế để câu này tí chúng ta giải sau nhé. Để câu này thì chúng ta giải xong. Để cho có mấy câu bỏ. Đây, 151 này. 151. 151 nhá. Esterx được điều chế từ một amino acid và anconitilic. Esterx được điều chế từ một amino acid và anconitilic. Đốt cháy hoàn toàn, đây cứ đặt thằng này là X đây. Được chưa? Được điều chế đốt cháy hoàn toàn 20,6 gam X. 20,6 đốt cháy thì thu được H2O 16,2. Chúng ta tìm được số mol của H2O luôn là 16,2 chia 18 bằng 0,9. 0,9 mol H2O cộng với lại CO2. Số mol CO2 là 17,92 chia 22,4 bằng 0,8. 0,8 và nitơ N2 là 2,24 chia cho 2,4 bằng 0,1. Được chưa? 0,1. 0,1 mol N2. Thế chúng ta lưu ý này, chúng ta nhìn này. Bây giờ chúng mình dạy các cháu cách giải nhanh nhé. Cách hack nhé, cách hack nhé. Nhìn kỹ này. Trong này nhìn đáp án là có này, một các một nitơ, một nitơ, một nitơ, một nitơ. Chúng mình rất thích làm những cách hack này. Vậy là suy ra là thằng X điểm của chúng ta chỉ có một nitơ. Đúng chưa? Vậy ngay lập tức mình suy ra được số mol của X luôn. Trong X chúng ta có một nitơ thì 0,1 nhân 2. Vậy số mol của X là 0,2. Nhìn kỹ này. A, B, C, D đều chỉ có một nitơ. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy vậy suy ra X chỉ có một nitơ. Bảo toàn nitơ 0,1 nhân 2, 0,2. Thế đến đây chúng ta tìm được luôn số nguyên tử carbon. 0,8 mà chia cho 0,2 thì bằng 4. Được chưa? Vậy giờ mình đi đến thằng nào có 4 carbon thôi. 1 2 3 4 5 toang thằng A. 1 2 3 4 5 toang thằng B. 1 2 3 4 được. 1 2 3 4 5 6 toang thằng D. Đáp án C. Có khó không ạ? Có khó không ạ? Có khó không ạ? Có khó không ạ các cháu?
Có khó không các cháu? Đây, dễ ờn ợt các cháu ạ. Dễ ờn ợt đúng không? Dễ ờn ợt. Đấy, cuộc sống đôi khi thì nó lại rất là dễ dàng như vậy thôi nhá, cuộc sống đôi khi nó lại rất là dễ dàng như vậy thôi. Đấy, làm câu 151 rất là dễ. Ok, chúng ta sang tiếp nhé. Chúng ta sang tiếp nhé. 174 này, 176 làm rồi. Đấy, 143 làm rồi, 140 làm rồi. Đây, chúng ta sang câu 139. 139, đề chuyên Vinh lần 3 năm 2019. Đấy, đề chuyên Vinh lần 3 năm 2019. Nào, các cháu cùng comment đáp án xem nào. Xem mấy câu này. Chuyên Vinh là bá lắm, mọi năm cứ chuyên Vinh ra phát là hoang mang cả xã hội luôn. Nhưng năm nay thì tất cả mọi thứ đều không có thi thử rồi, đúng không? Mấy hôm nữa chúng mình tổ chức thi thử cho thi thử. Câu 139. Câu 139. Nhá, các cháu có thích là thi thử chấm điểm không? Mấy hôm nữa chúng mình tổ chức thi thử chấm điểm cho mà xem. Cho 12 gam sắt. 12 gam sắt. Sắt khối lượng 12 gam vào 100 ml dung dịch chứa CuSO4. Số mol là 1 nhân 0,1 là 0,1 và Fe2 SO4 3 lần. Số mol cũng là 0,1. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn, xác định giá trị của m. Vậy ở đây các cháu phải chú ý nhá, đây là một câu hỏi về điện hóa. Chào Lê Hải Phong. Đây là một câu hỏi về điện hóa thì thôi quan trọng nhất là chúng ta viết được phương trình. Vậy ở đây chúng mình cứ giải theo phương trình cho các cháu nhìn nhá. Thứ tự phương trình xảy ra. Đầu tiên là sắt 0 ăn sắt dương 3 trước. Fe0 cộng Fe dương 3 tạo thành Fe dương 2. Đây là 2, đây là 3. Được chưa? Thì số mol này 0,1 nhân 2 là mình có 0,2 mol Fe dương 3 và mình có số mol của sắt là 12 chia cho 56 bằng 0,214. 0,214. Được chưa? Vậy ở đây hoàn toàn mình nhìn thấy là số mol sắt hết ban đầu này, phản ứng này, sau phản ứng này. Anh này là 0,2 này thì thằng này là 0,2 nhân 1 chia 2 thì còn 0,1 nhá. Các cháu comment đáp án mãnh liệt vậy nhá. Nào, chúng ta có này, 0,2 nhân 3 chia 2 thì bằng 0,3. Chuyên Vinh thi on cả, dã man nhỉ. Vậy ở đây chúng ta có sắt còn dư là 0,114, sắt 3 cộng hết, sắt 2 cộng là 0,3. Để ấn đấy đã, sắt 32 cộng thì chẳng để ý bởi vì đề bài hỏi chất rắn mà. Chất rắn thì không để ý sắt 2 cộng. Sau đó đến phản ứng số 2 xảy ra do sắt còn dư nên sắt sẽ phản ứng tiếp với đồng dương 2 trong này. Sắt tác động với lại đồng dương 2 để tạo thành sắt dương 2 cộng với lại đồng. Được chưa? Sắt tác động với lại đồng dương 2 để tạo thành sắt dương 2 cộng đồng. Vậy mình có này, kết thúc của phản ứng thứ nhất là khởi đầu của phản ứng số 2, số mol sắt là 0,114. Được chưa? Số mol đồng dương 2 là 0,1. Được chưa? Vậy mình sẽ có dòng phản ứng là tính theo thằng này là 0,1 thì đây là 0,1, sau nó sẽ là 0,014. Được chưa? Và sinh ra đồng là 0,1. Được chưa? Vậy chúng ta nhìn thấy hoàn toàn chất rắn của chúng ta sau phản ứng là chúng ta gồm gì? Sắt dư, Fe dư là 0,014, 0,014 và đồng của chúng ta, đồng chúng ta là 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng là bằng 0,014 nhân 56 cộng 0,1 nhân 64 bằng 7,18. Đúng chưa? 7,184. 7,184 này thì do lúc nãy chúng ta làm tròn, vậy thì đáp án đúng chúng ta gần bằng là gì? 7,2 gam. Được chưa? 7,2 gam. Vậy chúng ta có thu được chất rắn chúng ta là 7,2 gam. Đáp án đúng là đáp án C các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án C. Ui, đến mấy câu này khó quá, chúng nó chẳng đứa nào comment để đáp án luôn. Thấy không? Nào, chúng ta đây là mấy là nhận biết thông hiểu đó các cháu ạ. À, chưa đến mấy câu vận dụng cao đâu. Câu 138 nào. Câu 138 nào. Câu 138. 138 nha, comment đáp án câu 138 nha. Cellulose trinitrat được điều chế từ cellulose và axit nitric đặc. Cellulose trinitrat, cellulose trinitrat, cellulose trinitrat nào. Được điều chế từ cellulose và axit nitric đặc. Chúng ta theo dõi nha. Cellulose trinitrat được điều chế từ cellulose và axit nitric đặc có xúc tác nhá, có xúc tác là axit sulfuric đặc đun nóng để có được 59,4 kg cellulose trinitrat thì cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric hiệu suất 90% là bao nhiêu? Đây, hello chào Tâm. Nào, cellulose trinitrat được điều chế thích. Ở đây chúng mình lại dạy chúng ta cái cách làm nhanh nhá. Cách làm nhanh này này. Cen này cộng với lại axit nitric đặc là cộng với lại H2O3. Được chưa? Thì nó tạo thành gì?
cellulose trinitrat. Ok chưa? Sen cộng HNO3 thì nó tạo thành cellulose trinitrat nhá. Hiệu suất phản ứng là 90%. Hiệu suất phản ứng là 9%, ở chỗ này là 0,9. Được chưa? Các cháu cần lưu ý này, cellulose trinitrat của chúng ta cần phải thuộc được cái phân tử khối nhá. Phân tử khối của cellulose trinitrat là 297. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol là lấy 59,4 chia cho 297. 59,4 chia 297 bằng 0,2 mol. 0,2 mol nhá. 0,2 mol. Vậy anh này là 0,2. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ suy ngược lại được. Đề bài hỏi là kilogram acid nitric thì thằng này ăn 3 acid nitric. Vậy suy ngược lại mình được có 0,2 nhân 3 chia 1 bằng 0,6. Được chưa? Đây là số mol thực nhá. Chú ý này, thuận nhân nghịch chia, thuận nhân nghịch chia, vậy nghịch phải chia, chia 0,9. 0,6 mà chia 0,9. 0,6 chia 0,9 bằng đấy, bằng 2/3. 2/3 mol. Bằng 2/3 mol HNO3. Đề bài này hỏi chúng ta này là cần có bao nhiêu kg dung dịch acid nitric, hiệu suất 90%. Thế ở đây mình đã có là số mol là 2/3 rồi, đúng không? Mình nhân với lại 63. Nhân với lại 63 thì ra được khối lượng bằng 42 nhá. 42. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án 42. Rất là dễ dàng rồi. Rất là dễ dàng thôi. Câu 139 này có rất nhiều bạn bị nhầm về cái thứ tự phản ứng, các cháu chú ý nhá. Đây này, đầu tiên là sắt dương 2 trên sắt, rồi đến là gì? Đồng dương 2 trên đồng, rồi đến sắt dương 3 trên sắt dương 2. Đấy, rất nhiều bạn bị nhầm. Đầu tiên nó phải là sắt ăn với lại đấy, đầu tiên nó phải là sắt 3 ăn sắt để tạo thành sắt dương 2 và sắt dương 2. Đấy chưa? Sau đó thì nó mới đến thằng đồng 2 cộng ăn sắt. Các cháu nhớ nhá, chú ý đừng để bao giờ bị nhầm nhá. Đừng để bao giờ bị nhầm như các bạn đấy nhá. Nào, đấy là xong câu 138 này. Chúng ta sang tiếp. Đấy, ở đây chúng ta có 136, 133. Đấy, chúng ta còn 133 và 132 nhá, các cháu cùng chú ý này. Thế đầu tiên bây giờ chúng ta giải 133 đã. Thôi giải 132 trước. 132, chúng ta còn 3 câu nữa. 132 nhá. 132, dung dịch X chứa các ion. Đây. Ui. Câu này dễ ợt luôn. Ui, câu này dễ dã man luôn nhá, các cháu chú ý nhá. Câu này dễ cực. Câu 132 này, dung dịch X chứa các ion sau. Dung dịch X chứa các ion sắt 3 cộng này, sắt 3 cộng này, SO4 2 trừ này, NH4 cộng này và Cl trừ này. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau. Kệ nó. Phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO, phần 1 tác dụng, chú ý này, bây giờ chia thành hai phần thì để đơn giản thì chúng mình nhân 2 lên về mọi số liệu nhé. Mọi số liệu chúng mình nhân 2 lên là ngon đúng không? Là ngon được hết đúng không? Đây, phần 1 tác dụng với lượng dư NaOH. Đây, phần 1 này, tác dụng với NaOH dư có nghĩa bản chất tác dụng OH trừ dư thì thu được. Đề bài nói này, mình có này Fe3 cộng cộng OH trừ để tạo thành FeOH 3 lần. Được chưa? Thu được này 1,07 gram kết tủa. Vậy kết tủa này chúng ta là kết tủa FeOH 3 lần. Đúng không? Chúng ta tìm được luôn số mol bằng 1,07 chia cho 107 thì phải bằng 0,01 đâu. Nhưng lưu ý đây là chia thành hai phần bằng nhau. Vậy nếu mà là một phần thì chúng mình nhân hai các số liệu lên thì nó bằng là 0,02. Vậy tới đây chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt. Được chưa? Vậy sắt 3 cộng trong này bằng 0,02. Cứ bình tĩnh tự tin mà làm. Tiếp tục này, đun nóng thu được khí. Vậy khí ở đây là gì? SO42 trừ thì không ăn OH trừ, nhưng NH4 cộng ăn OH trừ. NH4 cộng ăn OH trừ để tạo thành NH3 các cháu ạ. Được chưa? Vậy khí ở đây chính là khí NH3 và ta tìm được số mol khí bằng 0,672 chia 2,4 thì bằng 0,03. 0,03. Chú ý phải nhân với 2 thì bằng 0,06. Xem có đúng nhé. 0,672 chia 22,4 bằng 0,03 đúng không? Vậy đây 0,06 bảo toàn nitơ thì suy ra NH4 cộng bằng 0,06. Ok chưa? Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2. Thế bây giờ phần 2 đây, tác dụng với BaCl2 là có nghĩa là tác dụng với Ba2 cộng mà thu được kết tủa. Vậy thì chắc chắn trong này để kết tác dụng với Ba2 cộng thì thu được kết tủa chỉ có SO42 trừ cộng Ba2 cộng. Để mình thu được kết tủa là BaSO4. Đề bài bảo chúng ta là thu được 4,66 gam thì mình tìm được số mol đằng này là 4,66 chia cho 233. 0,02 mol. 0,02 mol. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được số mol gốc SO4 bằng 0,02 mol. Ok. 0,02 mol nhá.
Vậy đến đây bây giờ đề bài hỏi là tổng khối lượng chúng mình quên chưa nhân 2, phải nhân 2 đây thì bằng là 0,04. Đấy, tuyệt đối tuân thủ cái chỗ những cái nhân 2 này không phải toang. Đề bài hỏi là tổng khối lượng các muối khan thu được. Vậy là tổng khối lượng các muối khan là tổng khối lượng bọn này đúng không? Đúng không? Tổng khối lượng bọn này gì? Dễ à thôi đúng không? Thế bây giờ mình cần tìm CL trừ. Muốn tìm CL trừ thì chúng ta tìm bằng cách là bảo toàn điện tích nhá. Số mol CL trừ sẽ bằng 0,02 nhân 3 cộng 0,04 nhân, sorry, 0,02 nhân 3 này cộng với lại 0,06 trừ đi 0,04 nhân 2. Được chưa? Bằng 0,04. Vậy số mol CL trừ bằng 0,04. 0,04. Và hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn. Là lấy 0,02 nhân 56 cộng với 0,04 nhân 96 cộng với 0,06 nhân 18 cộng với 0,04 nhân 35,5 bằng 7,46. Đúng rồi, chính xác, đích chân đúng 7,46. Đáp án đúng là đáp án C, huy giãn chính xác. C. Ok. 7,46. Ngon lành cành đào đúng không cháu? Đấy, ngon lành cành đào. Thực ra nó cũng là rất là dễ thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đây đây vẫn là những câu mức độ nhận biết thông hiểu cho. Và mình phải làm được. Mình phải làm được những câu này. Chúng ta sang câu tiếp, câu 133 đề của chuyên Hạ Long. Đấy, các cháu thấy là ở trong cuốn này của chúng mình là tổng hợp tất cả các câu nhận biết thông hiểu của tất cả các trường chuyên, lớp chọn của tất cả các năm trước trở lại đây, từ 2018 2017 trở lại đây. Chúng ta sang câu số 133. Phân trúc super phosphat kép thực tế được sản xuất chỉ ứng với 40% pH5. Được chưa? Phân kali clorua thì thường chỉ ứng với 50% K2O. Vậy hàm lượng của canxi dihydrophosphat đây. Thế giờ trước hết là phân super phosphat kép đã. Phân super. Đấy, chúng mình viết là phân super thì chỉ ứng với 40% K2O5. Vậy đây là P2O5 đây. Chúng mình để đây. Đúng chưa? Vậy có nghĩa là 100 g phân này thì chỉ ứng với 40 g P2O5. Đúng chưa? Mà 40 gram P2O5 thì có bao nhiêu là mol? Thì chúng mình lấy là 40 chia 102, chúng mình tìm ra mol là bằng 0,39. 0,39 mol. Thế mà đề bài hỏi đây này, canxi hydro phốt phát ở bên trong thằng này. Thế đây, vậy là thằng này thì tạo thành CaH2PO4 tất cả hai lần. Nếu mà so sánh về tỷ lệ thì đây là 2 phốt pho thì đây cũng là 2 phốt pho tỷ lệ 1:1. Vậy anh này cũng là 0,39 mol. Được chưa? Thì đến đây chúng ta tìm được khối lượng luôn là 0,39 nhân phân tử khối. 0,39 nhân cái kiểu giải phân này là quên gần hết rồi. Đúng không? Nhân với lại 40 cộng với 2 cộng 31 cộng 16 nhân 4 nhân 2 bằng 92,04. 92,04, được chưa? Đấy, lưu ý nha. Phân super phosphat kép thực tế thì chỉ ứng với lại 40% P2O5. Thế 40% P2O5 ở đây rồi. Được chưa? Có nghĩa là trong 100 g phân thì có 40 g P2O5 nhá. Hàm lượng của canxi dihydrophosphat và của kali clorua trong phân bón, đúng không? Ca này, H2PO4. Ô, sao màn hình đen xì? Màn hình đen xì là sao? Chắc là do mạng lỗi à? Ô, nhưng mà sao chúng mình nhân sai à? 40 cộng với 3. À đây là cộng 3 sai. Cộng 2 thôi. Cộng 2 cộng 31 cộng 16 nhân 4 được bao nhiêu nhân 2? Đúng rồi. Được bao nhiêu nhân 2? 0,39 bằng 91,26. Thế trong này là đề sai à? Trong này khả năng cao đề sai rồi, tại vì là hàm lượng phần trăm của canxi hydro phốt phát, canxi dihydro phốt phát ở đây như đề sai. Phân super phosphat kép là CaH2PO4 tất cả hai lần, đúng, thường chỉ ứng với 40%. Vậy canxi dihydro phosphat, canxi dihydro phosphat phát đây, anh này chúng mình bấm bấm lại cái chỗ thằng này xem nào. 40 40, à khả năng cao chỗ này chúng mình bấm nhầm số mol. 40 chia cho, đúng rồi, bấm nhầm số mol chỗ này. 31 nhân 2 cộng 16 nhân 5 bằng, biết ngay, 0,28 ạ. Ông này hay bấm nhầm máy tính lắm. Hôm nọ giải đề minh họa cũng bấm nhầm. Vậy đây là 0,28. Chúng mình hay bị bấm nhầm máy tính. Úi giời. Toang. Nhân với 0,28 này mà nhân với lại anh này là nhân mở ngoặc đơn 40 cộng với mở ngoặc đơn 2 cộng 31 cộng 16 nhân 4 đóng ngoặc đơn nhân 2 bằng 65,9. 65,91. 65,91 thì tương đương với là 65,91%.
đúng nhá, 65,91% thì đây 65,29 này, 96 này. Vậy ở đây chỉ có thể là đáp án à, chỉ có thể là đáp án A. Để cho thank you Ngọc Đinh nhá. Chúng mình vừa lại bấm sai máy tính. Thank you. Bây giờ chúng ta sang câu cuối cùng của ngày hôm nay. Câu cuối cùng của ngày hôm nay. Ơ, có bao nhiêu rồi? Ơ, chúng mình giải hết rồi. Có một câu mà. Đây 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 đây. Câu 160, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. 160. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay các cháu nha. 160 này. Chuyên Vinh lần hai, mấy cái câu chuyên Vinh lúc nào cũng khoai. À, hòa tan hoàn toàn mờ gam hỗn hợp gồm, hòa tan hoàn toàn mờ gam hỗn hợp gồm natri này, Na2O này, Ba này, BaO này, trong đó nguyên tố oxy chiếm vậy là phần trăm khối lượng của oxy thì bằng 10,435, vào nước thì thu được NaOH và BaOH hai lần. Đấy, 500 ml dung dịch, thể tích là 0,5 lít. Đúng không? pH bằng 13. pH bằng 13. Được chưa? Suy ra POH thì bằng 1. Được chưa? Đấy, pH bằng 1, vậy suy ra nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 1, suy ra được số mol OH trừ bằng 0,5 nhân 0,1 bằng 0,05. Vậy trong bọn này thì có số mol OH trừ bằng 0,05. Nhá. Và khí của chúng ta là khí hydro. Số mol bằng 0,224 chia 2,4 bằng 0,01. Sục từ từ đến hết CO2 vào thì thu được khối lượng kết tủa là bao nhiêu? Đấy, thế thì bây giờ các cháu nhìn nhá. Bây giờ các cháu nhìn nhá. Cái bài này chúng ta muốn tìm được bao nhiêu kết tủa ấy, thì chúng ta cần tìm được số mol của BaOH hai lần và số mol NaOH. Đúng không? Thế thì ở đây mình phải đặt A, B, C, D. Bốn ẩn. Một dữ kiện, hai dữ kiện, ba dữ kiện ạ. 4 lần 3 dữ kiện thì không thể giải được. Đúng chưa? 4 lần 3 dữ kiện thì không thể giải được. Vậy ở đây phải sử dụng phương pháp đếm ẩn của chúng mình. Skill cực kỳ kinh khủng nhá, skill cực kỳ kinh khủng. Skill đếm ẩn. Đấy, 4 lần nhá mà 3 điều kiện, 3 dữ kiện thì không thể nào giải được. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Được quyền, theo như chúng mình dạy là được quyền bỏ đi một lần. Thẳng tay loại một lần. Vậy lúc này chúng ta sẽ có hệ luôn. Thứ nhất nhá, đây là A này. Đây là 2B bảo toàn nát đi, đây là A cộng 2B này. Đây là C này. Vậy phương trình đầu tiên là bảo toàn OH trừ. Ta có A cộng 2B cộng 2C thì bằng 0,05 một cháu nhá. Phương trình thứ hai là phương trình sinh ra hydro. Phương trình thứ hai là phương trình sinh ra hydro. Ở đây chúng ta có này, một thằng natri thì sinh ra 1/2 hydro. 0,5A. Na2O thì không sinh hydro nhưng thằng bari thì sinh ra 1 hydro đúng không? Cộng với C thì bằng 0,01. Phương trình cuối cùng là phương trình về phần trăm khối lượng của oxy nhá, phương trình phần trăm khối lượng oxy trong này có 16B phần khối lượng 23A cộng với Na2O là 23 nhân 2 cộng 16 bằng 62B cộng 137C thì bằng 0,10435. Đến đây mình giải được hệ. Từ từ chúng mình biến đổi này. Các cháu bấm máy tính giúp chúng mình nhé, xem ABC bằng bao nhiêu. Các cháu bấm máy tính giúp chúng mình xem ABC bằng bao nhiêu. 16 chia cho 0,10435 bằng 153,33. 153,33B thì bằng 23A cộng 62B cộng 137C. Vậy đến đây chúng ta có hệ luôn. Ta giải hệ 13 này. 1 bằng 2 bằng 2 bằng 0,05. Các cháu bấm máy tính đi xong sau đáp án cùng chúng mình xem đúng không? 0,5 bằng 0 bằng 1 bằng 0,01 bằng. Đấy, sang thằng này 23 bằng 62 trừ 153,33 bằng 137 bằng 0 bằng. Được chưa? À rồi, ok. Vậy ở đây chúng ta có A bằng 1,09 nhân 10 mũ trừ 6, có nghĩa là bằng 1,1 nhân 10 mũ trừ 6. A bằng 1,1 nhân 10 mũ trừ 6, được chưa? B bằng 0,015, B bằng 0,015. 0,015. C bằng đây, 9,99 nhân 10 mũ trừ 3, có nghĩa là bằng 10 nhân 10 mũ trừ 3 nhá, bằng 10 nhân 10 mũ trừ 3. 10 nhân 10 mũ trừ 3 đây, nhân 10 mũ trừ 3 thì có phải là bằng 0,01 không? Vậy C bằng 0,01.
Các cháu nhìn kỹ nha, các cháu nhìn kỹ nha. Vậy hoàn toàn tới đây chú Minh sẽ tìm ra được bảo toàn Bari thì C chúng ta bằng 0,01. Ok chưa? C chúng ta bằng 0,01 thì ta có được điều gì? Vậy thì hoàn toàn tới đây, ở đây riêng cái câu này chúng ta tìm được luôn. Đấy, chúng ta chỉ làm theo mục đích thôi. Vậy lúc này hỗn hợp chúng ta là gồm này. Có OH trừ nha, OH trừ mình tìm được rồi đây. Số mol bằng 0,05. Số mol OH trừ bằng 0,05. Và số mol Ba2 cộng, Ba2 cộng thì bằng 0,01. Mình chỉ để ý hai thằng này thôi ạ. Nhá. Bây giờ đề bài bảo chúng ta nhá là sục từ từ đến hết 1,08 lít CO2 với đề hỗn hợp này tác dụng với lại CO2. Số mol CO2 của chúng ta bằng 1,008, 1,008 chia 22,4 bằng 0,045. 0,045. Vậy hoàn toàn ở đây ta sẽ có OH trừ chia CO2 bằng 0,05 chia cho 0,045 bằng 1,111, có nghĩa là bằng 10/9. 1,111. Được chưa? Vậy thằng này lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Đúng chưa? 1 tương ứng với là HCO3 trừ. 2 tương ứng với lại là CO32 trừ. Đúng chưa? CO32 trừ ứng với số 2, HCO3 trừ ứng với số 1, anh này bằng 10/9. Vậy thằng này trừ đi 10/9 thì bằng 1/9. Thằng này trừ đi 10/9 thì bằng bao nhiêu? 9 phần. À đâu? À, 18 thì bằng 8/9. 8/9. Đúng không nhỉ? Đúng không? 8/9. Thế đến đây nhá, chúng mình có nhá, vậy là 1/9 chia 8/9 thì bằng 1/8. Có nghĩa nếu đặt số mol CO32 trừ là A thì số mol HCO3 trừ sẽ là 8A. Vậy đến đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon, chúng mình có số mol carbon ban đầu nằm trong CO2 0,045. Carbon sau nằm trong CO32 trừ A, HCO3 trừ 8A. Suy ra đến đây chúng mình tìm được A bằng 0,045 chia cho 9 bằng 5 nhân 10 trừ 3. A bằng 5 nhân 10 trừ 3. Vậy thằng này bằng 5 nhân 10 trừ 3. Và chính cái thằng CO32 trừ này nó sẽ ăn với Ba2 cộng. Đây. Ăn với lại Ba2 cộng. Chúng ta có số mol Ba2 cộng bằng 0,01 để tạo thành BaCO3. Lúc này nó phải tính cho thằng nhỏ hơn. Thằng nhỏ hơn là CO32 trừ. Vậy đây là 5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy tới đây chúng ta tìm được kết tủa chúng ta là BaCO3 là 5 nhân 10 trừ 3 nhân 197 thì bằng 0,985. 0,985 gam nhá. 0,985 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đấy. Thì cái phương pháp vừa rồi của chú Binh là phương pháp đếm ẩn, là chuyên dành cho các bạn mất gốc không biết gì vẫn giải được mấy câu dạng khó khó như thế này. Thế còn lại ngoài ra thì câu 160 thì các cháu có thể quy đổi về bari, về natri với về oxy cũng vẫn giải được nhá, cũng vẫn giải được. Được chưa? Và cái buổi học ngày hôm nay tới đây chúng ta giải xong thành công câu này thì tới đây là chúng ta tạm nghỉ. Được chưa? Hẹn gặp lại các cháu vào tối thứ tư với buổi luyện đề của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các cháu vào tối thứ tư với buổi luyện đề của chúng mình nhé. Đấy, và hẹn gặp lại các cháu vào tối thứ hai, chúng ta giải tiếp từ câu 171 cho đến câu 200. Bye bye. Chào tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại nhá.